Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin trưa trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Bản tin chuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án mạng sát hại nhân tình rồi đốt xác trong chuồng bò ở Đắk Nông gây rúng động dư luận vào cuối tháng 8 vừa qua. Mới đây, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố hung thủ để điều tra vụ án theo quy định pháp luật. Ngày 22 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố Trần Văn Hiệp, 46 tuổi, ở xã Đắk Nơ Trung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, để điều tra về hành vi giết người tình rồi đốt xác phi tan xảy ra trên địa bàn xã Đắk Nơ Trung, huyện Đắk Song. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 8, tại nhà rẫy ở thôn Đắk Rơ Mò, xã Đắk Nơ Trung, giữa Trần Văn Hiệp và chị BTL, 43 tuổi nổ ra xung đột mâu thuẫn tình cảm. Lúc này Hiệp đã dùng cây gỗ dài khoảng 80 cm đánh hai cái vào vùng đầu chị L. Phát hiện chị L tử vong, Hiệp uống thuốc sâu tự tử, tử, sau đó đối tượng này đến nhà người dân nhờ chở đến nhà con để nói lời trăng trối. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa Hiệp đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ngày 26 tháng 8, sau khi từ bệnh viện trở về, Hiệp liên đến nhà rẫy kéo thi thể chị L thả xuống hố nằm giữa chuồng bò, đối tượng chất củi, cà phê và dùng dầu hỏa đốt liên tục trong hai ngày. Quá trình đốt thi thể chị L, Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô đổ xuống suối sau nhà. Đến sáng mùng 4 tháng 9, gia đình nạn nhân cùng một số hàng xóm đi vào nhà rẫy của Hiệp để tìm chị Lan thì phát hiện có dấu vết cháy. Nghi ngờ chị L bị giết và bị đốt xác phi tan, những người tìm kiếm trình báo cho cơ quan chức năng. Theo người dân địa phương giữa nạn nhân và hiệp có mối quan hệ tình cảm, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc tư vấn, tuyển và đưa người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài, nhưng hai nam đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến người có nhu cầu tin tưởng giao tiền vào hồ sơ để nhờ xin đi cho làm việc ở nước ngoài. Đáng chú ý, hai đối tượng nói trên là giảng viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội làm tay trong, cấu kết với đồng bọn để lôi kéo, dụ dỗ con mồi, nhẹ dạ cả tin sập bẫy. Ngày 22 tháng 9, công an thị xã Sơn Tây Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2019 trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Qua quá trình điều tra, ngày 15 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo tài liệu điều tra, Nguyễn Phương Thực, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, là giảng viên trường đại học công nghiệp Việt Hưng và Phan Danh Quyết, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, đã móc ngoặt để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Quá trình điều tra đã xác định, mặc dù thực và quyết không có chức năng nhiệm vụ trong việc tư vấn tuyển và đưa người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài. Nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến những người có nhu cầu tin tưởng, giao tiền và hồ sơ để nhờ xin cho đi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi không xin được việc, các đối tượng không trả lại số tiền đã nhận. Thưa quý vị, hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau là câu nói thể hiện mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ, tương trợ nhau lúc hoạn nạn của tình làng nghĩa xóm. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, mỗi gia đình thường luôn bận biểu công việc riêng thậm chí khi lợi ích cá nhân bị đe dọa, những người hàng xóm ngày thường đoàn kết, gắn bó keo sơn là thế, lại sẵn sàng đoạt mạng nhau để giải quyết mâu thuẫn. Quý vị hẳn chưa quên vụ án mạng kinh hoàng vào đầu năm nay liên quan đến tranh chấp đất đai, một người đàn ông ở Thái Nguyên đã dùng hung khí bắn tử vong hàng xóm cùng vợ của nạn nhân trọng thương rồi tự sát ngay sau đó. Và mới đây cũng lý do tương tự, vì 20 cm đất mà hàng xóm ở Hải Phòng xông vào đánh nhau khiến một người thiệt mạng. Sáng 22 tháng 9, thông tin với phóng viên dân Việt, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, trên địa bàn phường Quán Trữ xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong. Người bị thiệt mạng là ông NVH, 60 tuổi trú tại tổ dân phố Trữ Khê 1, phường Quán Trữ. Thông tin thêm với phóng viên, vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quán Trữ cho biết, nguyên nhân của vụ việc có thể do tranh chấp 20 cm đất giữa ông NVH và ông S hàng xóm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an quận Kiến An đã bắt được đối tượng S là nghi phạm gây ra cái chết cho ông NVH. Được biết Ông NVH và đối tượng S là hàng xóm của nhau đã nhiều năm. Hiện công an quận Kiến An đang tiếp tục điều tra vụ việc. Liên quan đến vụ việc thanh niên được thuê đến bán vịt nhưng lại có mưu đồ xấu, xâm hại tình dục con gái chủ nhà, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng để điều tra làm rõ. Đáng chú ý, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, yêu dâu xanh tận dụng thời cơ để hiếp dâm bé gái nhiều lần. Được biết, con gái chủ nhà năm nay mới chỉ 13 tuổi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Long, sinh năm 2000, trú tại Thường Tính, Hà Nội, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao câu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra, khoảng tháng 5 năm 2019, Bùi Văn Long đến giúp việc bán vịt cho vợ chồng anh V, sinh năm 1983, thường trú tại Ứng Hòa, Hà Nội, ở quận Đống Đa. Nhân lúc vợ chồng anh V vắng nhà, Bùi Văn Long đã nhiều lần rủ con gái anh V, sinh năm 2009, quan hệ tình dục. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định Bùi Văn Long đã quan hệ tình dục 5 lần đối với con gái của anh V. Hiện công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 như một trận đại hồng thủy càn quét kinh hoàng, làm khủng hoảng nền kinh tế. Với những người lao động thời vụ như xe ôm càng trở nên chật vật và khó khăn hơn. Vì miếng cơm manh áo, không ít xe ôm công nghệ tăng ca làm thêm đến tận sáng hôm sau với mong muốn có thêm đồng ra đồng vào để chi trả cuộc sống. Đầu thủ công việc phải di chuyển nhiều, họ phải đối mặt với những nguy cơ từ khói bụi trên đường, tai nạn giao thông. Nhưng đôi khi nỗi sợ hãi đối với những xe ôm công nghệ lại chính từ vị khách của mình. Mới đây, một vụ cướp táo tợn tài sản của lái xe công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Theo đó, một nam thanh niên đã dụ lái xe vào con đường vắng, rồi dùng nước ngọt pha tương ớt xịt vào mặt tài xế rồi cướp xe bỏ trốn. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt gọn hung thủ. Ngày 22 tháng 9, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức di lý nghi can Nguyễn Bình An, sinh năm 1995, quê Tây Ninh từ Trà Vinh về thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. Theo đó vào khoảng 0 giờ 25 phút ngày 19 tháng 9, An bắt xe ôm do anh NNT, sinh năm 1992 quê Bình Định từ quận Bình Tân đến khu vực nhà máy bia trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Đến nơi An tiếp tục kêu anh T đến một quán cà phê trên đường Hiệp Thành 45. Tại đây An bất ngờ cầm chai chất lỏng được xác định là nước ngọt pha tương ớt xịt vào mặt, khiến anh T lao xe vào tường nhà dân và ngã xuống đường. An xông vào cướp xe máy của anh T thì bị anh T phản kháng dằn co lại. An rút con dao trong người ra đe dọa khiến anh T phải lùi lại phía sau. An lấy xe anh T bỏ trốn. Từ thông tin trình báo của anh T, công an quận 12 phối hợp với phòng cảnh sát hình sự xác định nhận dạng đối tượng, tổ chức xác minh và nhanh chóng xác định nghi can gây án là An. Tuy nhiên An đã bỏ trốn về Trà Vinh. Sáng 22 tháng 9, một tổ công tác thuộc hai đơn vị đã phát hiện nơi lẫn trốn của An, bắt giữ và đưa An về thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Liên quan đến vụ người đàn ông thả chó Pitbull khiến hàng xóm trọng thương từng gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian qua. Mới đây, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trần Đình Thảo, sinh năm 1976, chú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng về tội cố ý gây thương tích. Như báo dân Việt đã đưa tin, vào trưa 29 tháng 5, hai anh Đặng Văn Ngọc, 36 tuổi, ngụ tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà và Trương Anh Tâm, sinh năm 1983, ngồi nhậu tại nhà của Ngọc. Tại cuộc nhậu, Tâm biết được trước đây giữa Ngọc và ông Trần Đình Thảo là hàng xóm của Ngọc có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tâm gọi Thảo đến nhà Ngọc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn bằng cách cùng Ngọc xông vào đánh ông Thảo. Lúc này, Thảo cầm sẻn đánh Ngọc và Tâm, còn Tâm và Ngọc dằn co giật sẻn đánh trả lại khiến Thảo bị thương tích vùng đầu và mắt, tay chân hai đánh một bị yếu thế nên ông Thảo liền bỏ chạy về nhà thả một con chó pitbull cao khoảng 70 cm nặng khoảng 40 kg và một con bẹt trê cao khoảng 60 cm nặng 30 kg lùa qua nhà Ngọc để có đồng minh gây chiến được chủ suối dục chó pitbull hung dữ lập tức xông vào cắn anh Ngọc gây thương tích ở mặt tay và chân phần tâm tránh được theo kết quả giám định thương tật và kết quả điều tra của công an quận Sơn Trà cho thấy, cho biết Bull gây ra cho anh Ngọc thương tích 29%. Trong trường hợp của ông Thảo, dù giám định thương tật của bị hại là 29%, nhưng công an vẫn khởi tố theo khoảng 2 điều 134 vì xem cho biết Bull không rõ mỏm là hung khí nguy hiểm. Thêm vào đó, trong trường hợp này, ông Thảo biết được chó Pitbull là loại hung dữ có thể gây thương tích nặng, tính sát thương cao, nhưng vẫn thả cho ra để cắn đối thủ. Việc xem ông Thảo dùng chó Pitbull trong trường hợp này là hung khí nguy hiểm đã được thống nhất của Viện Kiểm sát. Cùng ngày, công an quận Sơn Trà cũng khởi tố Đặng Văn Ngọc và Trương Anh Tâm cùng tội danh cố ý gây thương tích. Hai người này đã đánh ông Thảo bị thương 14%, khiến ông Thảo tức giận về thả chó Pitbull qua cắn lại. Tiếp sẽ được tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, mặc dù các báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa ra cảnh báo về cạm bẫy việc nhạy lương cao, mời chào sang lao động Campuchia, song không ít nạn nhân vẫn tiếp tục dính bẫy, hậu quả tiền mất tật mang, thậm chí phải bỏ mạng oan uổng nơi xứ người vì giấc mơ đổi đời viển vông. Sự thật đã vỡ lẽ, bị hành hung, bóc lột, buôn bán trao đổi như một món hàng họ mới chịu thức tỉnh, điên cuồng đào thoát, bỏ trốn bằng mọi biện pháp. Mới đây, Bộ đội Biên phòng Long An vừa tiếp nhận 34 công dân xuất cảnh trái phép được phía nước bạn trao trả. Cụ thể vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 22 tháng 9 tại trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Long An và công an huyện Đức Huệ tỉnh Long An tiếp nhận 34 công dân Việt Nam do đồn công an biên giới hữu nghị Sông Rong, ty công an tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, bàn giao. Sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã đưa 34 công dân đến khu vực nhà chờ thuộc trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để điều tra, sàng lọc và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Qua điều tra sàng lọc ban đầu, 34 công dân trên có 28 nam và 6 nữ, trong đó có 28 người có giấy chứng minh thư căn cước công dân và 6 người không có giấy tờ tùy thân. Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Chính vì vậy, người dân cần đặc biệt thận trọng khi tiếp cận với việc làm được mời chào trên các trang mạng xã hội. Khi người lao động không có trình độ lao động sản xuất thì sẽ rất dễ rơi vào các cạm bẫy bị bóc lột, giam giữ, thậm chí phải bỏ mạng ở chốn nơi đất khách quê người, không bao giờ có chuyện việc nhẹ lương cao. Chiều ngày 22 tháng 9, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã liên tiếp phát hiện bắt quả tang hai vụ với 17 đối tượng tàng trữ, chứ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tăng vật liên quan đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 9, đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Đắk Song phối hợp với công an xã Đắk Đrung bắt quả tang 15 nam nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Massage Thương Thương ở Bon Trang, xã Đắk Đrung. Tại hiện trường, Lực lượng công an thu giữ một gói ni lông bên trong chứa chất bột tinh thể màu trắng, nghi ma túy, một số tăng vật liên quan. Qua test nhanh có 15 trên 15 đối tượng dương tính với chất ma túy. Bước đầu các đối tượng khai Chiều cùng ngày, sau khi nhậu tại quán karaoke massage thương thương, bốn trong số 15 đối tượng đã rủ nhau mua ma túy về rồi cùng cả nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mừng sinh nhật một người trong nhóm thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tan vật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắc Sông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại. you